Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Rất nhiều anh em có hỏi bảo là tại sao ở trên video mà quay nghe nó êm ái thế, về nhà anh lắp không được, do là cái con vang nhà em bán cho anh nó không hợp, hay là do con vang nhà em giới thiệu trên này nó có chống hú nhưng mà nó không có chống hú em, tại sao về nhà anh nó vẫn rít thế? Giải đáp cái câu thứ nhất đó là vang như con JBL F30 này hạn có chống hú, và không những có chống hú nó còn nhiều cấp độ chống khác nhau, 4 cấp độ chống khác nhau cho anh em luôn, rất là tiện lợi đúng không ạ? Nhưng mà chống hú này thì nó giảm thiểu đi cho các bác anh em khoảng tầm 70-80% thôi, chứ nó không phải cắt hú 100% cho anh em được. Đó, giải thích luôn cho anh em, đấy là cái về cái chức năng chống hú của nó. Và cái thứ hai nữa mà anh em hỏi rất nhiều đó là: em ơi, cái con vang nhà em về hát nó nặng lắm, không thể nào hát ra được, hát nó khó chịu, tiếng nó bí và không thể nào hát được, em phải gân cổ nên anh mới hát được. Thì em có nhờ các anh em thì có chụp lại cho em về cái cách chỉnh. Thì đa số 10 anh kêu thế thì đến 9 anh là sẽ chỉnh như này. Đây, các bác có thể nhìn trực tiếp ở trên con âm ly luôn. Đây, kết nối cùng âm ly. Các bác sợ cháy loa, các bác để âm lượng nó bé tí này thôi. Sợ cháy loa mà sợ cháy chép, sợ bị rít to. Nên các bác để rất nhỏ. Xong các bác nhích tí một thôi. Mà thử tiếng thì em nói thật các bác anh em, xong các bác lại to, tăng to mic trên này. À, tăng to gain mic này lên. Thì nó sẽ bị rít mic đúng không ạ? Nếu bác thử này. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Tiếng nó bí đúng không ạ? Tiếng rất là bí, phải đứa sát miệng để cái mic nó mới ra được. Đứa xa này nó không thấy gì luôn đấy, không hát được. Thì một cái mẹo rất là nhỏ thôi, anh em nên tăng cái âm lượng ở trên, gọi là tăng cái âm lượng công suất này để nó đáp ứng đủ công suất để đánh ra cho nó. Sau đó thì chúng ta sẽ tinh chỉnh ở trên con vang. Trước đó thì các bác nên giảm nhỏ mic xuống, sau đó chúng ta sẽ chỉnh sau. Các bác cứ để âm lượng lên tầm 12 giờ 1 giờ đấy, cái tăng to lên cho em. Chưa cháy được ngay đâu, không có tiếng mic thì không có gì cháy được. Đúng không? Giảm âm lượng mic nhỏ xuống các bác chỉnh. À, bây giờ thì nếu mà để nhỏ đều như này thì không thể hát được quá, chúng ta tăng lên này. Tăng tiếng mic ở trên này nó sẽ là 12 thôi. Các bác thấy không ạ? Để sai như này nó áp đồng tiếng mic rồi. Vẫn một lượng âm lượng và cái gain đưa ra như nhau, nhưng mà tiếng mic nó đã nhẹ nhàng hơn rồi. Lý do tại sao ạ? Lý do là khi mà các bác tăng âm lượng lớn ở trên con Omni này, thì khi các bác sử dụng thì công suất nó đẩy ra loa thì nó mới đủ được. Các bác cho nhỏ quá thì nó không đáp ứng đủ công suất loa thì cái tiếng mic nó rất là bí. Tiếng bass nó không được tròn tiếng và tiếng chép nó chẳng ra được. Mà các bác tăng nhiều âm lượng ở trên con vang lên thì nó sẽ bị rú rít. Đấy, nên là các bác anh em có tăng đến mức cấp độ 4 đi nữa thì nó vẫn có thể rú rít bình thường. Đấy, các bác hiệu chỉnh thêm gì ấy. Cái đầu tiên đó là anh em hiểu rõ cái vấn đề là chống hú, và cái thứ hai nữa là anh em nên nhá, các bác cái tăng âm lượng lên, hát nó sẽ nhẹ nhàng và êm ái hơn nhá. Các bác nhìn tất cả trên kênh con âm ly em cũng chẳng chỉnh gì nhiều. Đấy, nếu mà rít thêm nữa, nó vẫn bị rít thêm thì các bác có thể hiệu chỉnh giảm cái phần chép xuống. Còn là do cái tiếng mic của mình đang sáng quá, giảm chép xuống, mà chưa được thì tăng nó lên. Đúng không ạ? Hoặc là nhiều cảm giác nó đang bị thiếu bass hay là nhiều bass chúng ta giảm xuống, hoặc là thiếu bass chúng ta tăng lên. Con vang nó để hiệu chỉnh đúng không? Đấy. Nó sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Đây là một cái mẹo rất là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là thực tế khi mà sử dụng ở trong gia đình, đặc biệt là với những dàn âm thanh karaoke anh em lắp cùng với âm ly và em vang. Đặc biệt là như thế. Còn anh em sử dụng đẩy thì cũng tương tự cách thức như thế thôi. Đấy là một trong những cái mẹo mà em có thể chia sẻ cho bác anh em. Có thể anh em biết rồi thì em có thể bỏ qua, và nếu anh em nào chưa biết thì, hoặc là các bác anh em muốn thử thì anh em có thể thử trực tiếp dàn âm thanh karaoke gia đình nhà mình nhé. Và anh em đang gặp trường hợp như nào nữa thì anh em cứ bình luận phía bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp bên này để em sẽ hỗ trợ ở cho bác anh em. Và nếu thấy hay và hữu ích thì anh em nhớ ủng hộ cho một like phía bên dưới các bác nhé.